rau củ muối nha bà con. Rau củ muối còn có người ta gọi là dưa muối hay là rau củ muối đó, hay là dưa chua, kim chi, những đồ ngâm để chua. Danh sách đem Google đã công bố rồi là độc hơn thạch tín, mà bà con biết rồi, thạch tín là nó nguy hiểm cho tính mạng, nguy hiểm cho tính mạng dễ sợ lắm đó nghe bà con, cho nên nó có gây tử vong ngay, nguy cơ ung thư. Khi muốn ăn thì ăn chỉ 50g dưa muối 2-3 lần một tuần, không ăn đã muối đi muối lại 2-3 tuần mà còn lấy ra ăn thì không nên ăn. Khi muối còn xanh, còn vừa bị héo mốc, không còn tươi mà đem đi muối, nguy nữa là ngộ độc cấp tính, tổn thương gan, ung thư gan. Khi thấy khó thở là bà con đã biết rồi, khó chịu là bà con đã biết rồi. Khi ăn như vậy mà khó thở khó chịu là đi ngay đến cấp cứu để nhờ bệnh viện và bác sĩ giúp đỡ can thiệp cho nó tốt, chứ không là nguy hại tính mạng bà con. Rau củ muối còn gọi là dưa muối chua, nó có những thứ như người ta làm kim chi hay đồ ngâm để chua. Danh sách WHO đã công bố độc hơn thạch tín, bởi vì nó nguy cơ ung thư. Khi muốn ăn thì ăn chỉ 50g dưa muối mà ăn 2-3 lần trong một tuần đó. Không ăn khi muối còn xanh, còn bị héo mốc thì không ăn, không còn tươi mà đem đi muối, nguy hại nữa là nó bị ngộ độc cấp tính, tổn thương gan, ung thư gan. Khi thấy khó thở, gặp trường hợp khó chịu, khi ăn đi ngay đến cấp cứu, ăn rồi mà thấy khó thở khó chịu đi ngay đến bệnh viện để cấp cứu. Bà con à, thôi ta ăn thứ khác chứ ăn bà con ha, cái gì mà độc quá trời độc, thôi dẹp đi đừng ăn nữa, cho thứ này cho tốt sức khỏe bà con nha.